Xin chào mọi người ha, mình tên là Mi Trà. Mình sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã ăn chay được hơn 4 năm rồi ha. Thì lúc đầu mình cũng không biết ăn chay là cái gì đâu, nhưng mà ở nhà thì có chị gái á, chị ăn chay tháng 12 ngày nên là mình quyết định ăn chay cùng với chị. Sau một thời gian nói chung là ngắn lắm thì cơ duyên của mình đến thì mình quyết định ăn thuần chay luôn á các bạn. Thì từ lúc ăn chay thì mình cảm thấy mọi thứ tốt đẹp đều đến với mình. Lúc ăn chay thì mình còn đại học nên là lúc đó mình học siêu nhanh luôn á, mà trí nhớ sâu nữa. Thì ăn chay thì gia đình mình cũng lo lắng đến nỗi mà ba mẹ phải đi đến tận trường để coi, hỏi, điều tra coi cái kết quả học tập của mình như thế nào á, thì tất cả mọi thứ đều tốt. Mình ăn chay song song với cái việc là mọi điều tốt đẹp của mình á, thì mình cảm thấy được cái tâm tính của mình cũng thay đổi, cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn và biết yêu thương mọi người, biết yêu thương tất cả loài động vật luôn. Cái lối sống của mình là hoàn toàn đúng. Mình mong muốn một ngày nào đó các bạn cùng ăn chay với mình, và cả Việt Nam, cả trên toàn thế giới luôn, mọi người cùng ăn thuần chay.